Quốc hoảng hốt khi Mỹ đem quân bài mới ra Biển Đông, Mỹ chiến quá rồi. Xin kính chào các quý vị khán giả đã quay trở lại với Vietnam Prosperity. Quý vị thân mến, một số người cho rằng trò chơi ở Biển Đông đã kết thúc và Trung Quốc là kẻ giành chiến thắng. Lập luận này không chỉ sai mà còn nguy hiểm. Lập luận này chính là một lời tiên tri tự hoàn thành. Trung Quốc đã giành được lợi thế, nhưng Mỹ và đồng minh thông qua việc khẳng định các quyền và tự do hàng hải cho đến nay đã đẩy lùi thành công các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm áp đặt quyền kiểm soát trên Biển Đông. Hơn nữa, trong khi Trung Quốc củng cố quyền kiểm soát các thực thể đã chiếm, nhưng họ đã không xây dựng được căn cứ ở nhiều nơi do sự hiện diện của Mỹ và đồng minh ở nơi này. Và ngày hôm qua, Trung Quốc lại nhận thêm một cú sốc trên Biển Đông khi Đô đốc Linda Fagan, tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ, vừa hé lộ quân bài mới ở Biển Đông. Vậy quân bài mới của Mỹ ở Biển Đông là gì? Nó có tác động thế nào với Trung Quốc? Xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Kính thưa quý vị, ngày hôm qua theo từ tờ Nikkei Asia, Đô đốc Linda, tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ, đã trả lời về kế hoạch hoạt động của lực lượng này tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ không chỉ tăng cường răn đe bằng sức mạnh quân sự mà còn đẩy mạnh triển khai lực lượng tuần duyên để đối phó với chiến lược vùng xám của Trung Quốc. Theo đó, bà Fagan nhấn mạnh rằng chiến lược Indo-Pacific của Mỹ xác định vai trò mở rộng của USCG ở khu vực là ưu tiên của Washington để đảm bảo một khu vực tự do và cởi mở. USCG sẽ tiếp tục có mặt lâu dài trong khu vực này thông qua việc triển khai thêm tàu và các lực lượng chuyên biệt. Đô đốc Fagan cũng cho biết rằng USCG đang tăng cường hoạt động trên khắp Indo-Pacific và sẽ triển khai nguồn lực đến Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Trong năm nay, tàu tuần duyên USCGC Harriet Lane sẽ được điều động từ căn cứ ở bang Virginia, Mỹ sang khu vực Indo-Pacific để thực hiện nhiệm vụ. USCGC Harriet Lane có trọng lượng cận nước khoảng 1.800 tấn, được trang bị pháo và có khả năng vận chuyển máy bay. Thực tế, việc chuyển đổi chiến lược của USCG sang khu vực Indo-Pacific không phải là điều mới. Vào cuối năm 2020, Mỹ đã đề ra kế hoạch tích hợp 3 trong 1 để xây dựng lực lượng hải quân, thủy quân lục chiến và tuần duyên thành một lực lượng quân sự đồng nhất trên biển nhằm ứng phó với các thách thức mới bao gồm Biển Đông. Vào cuối tháng 3 năm 2021, Đô đốc Khark Sút, tư lệnh USCG đã phát biểu về chiến lược phát triển và hoạt động của lực lượng. Trong cuộc trò chuyện với một số nhà báo, ông Sút đã xác định rằng USCG đang tập trung đặc biệt vào khu vực Indo-Pacific. Theo nguồn tin từ chuyên san USNA, ông đã đánh giá rằng Indo-Pacific là nơi mà Mỹ phải cạnh tranh với Trung Quốc. Hải cảnh Trung Quốc không chỉ thực hiện tuần tra biển thông thường mà còn sở hữu các tàu vũ trang vượt trội so với tàu tuần duyên và mở rộng hoạt động tại các quần đảo. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng của chính quyền Trung Quốc, Đô đốc Sút đã đánh giá vào tháng 3 năm 2021. Kể từ đó, USCG đã dần tăng cường hoạt động của mình trong khu vực. Năm 2021, Hải quân Mỹ thông báo rằng tàu tuần duyên USCGS Munro sẽ đến vịnh Subic, Philippines. Tàu này có trọng lượng cấn nước khoảng 4.500 tấn và được trang bị pháo 57mm với hệ thống hỗ trợ khai hỏa, hệ thống pháo phòng không cận chiến Pha Lan, cũng như có khả năng vận chuyển trực thăng chiến đấu và trực thăng không người lái. Tàu Munro đã tham gia diễn tập cùng lực lượng tuần duyên Philippines ở phía đông Biển Đông. Vào cuối tháng 2, Reuters đưa tin rằng Mỹ và Philippines đang tiến hành thảo luận về việc tiến hành tuần tra chung giữa lực lượng tuần duyên của hai nước, bao gồm cả khu vực Biển Đông. Ông Jay Tarila, phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Philippines PSG về các vấn đề Biển Đông, cho biết rằng cuộc đối thoại với Mỹ đã đi qua giai đoạn sơ bộ và khả năng tiến hành tuần tra chung là rất cao. Sau đó, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6, Mỹ đã cùng với Nhật Bản và Philippines tổ chức tập trận tuần duyên chung lần đầu tiên tại Biển Đông. Tập trận cũng có sự tham gia của Úc với vai trò là quan sát viên. Đây là lần đầu tiên ba quốc gia này thực hiện tập trận tuần duyên chung, cậy ông đập lưng ông. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã sử dụng lực lượng hải cảnh kết hợp với các tàu dân binh và các tàu vũ trang khác nhằm thực hiện các hoạt động kiểm soát Biển Đông theo các pháp luật một chiều được Bắc Kinh đề ra. Trong trường hợp các bên khác sử dụng hải quân để đối phó với hải cảnh Trung Quốc, Bắc Kinh có thể đổ trách nhiệm sử dụng bạo lực và tạo ra lý do để leo thang căng thẳng bằng hải quân. Nếu chỉ sử dụng các lực lượng chấp pháp tương tự như hải cảnh, thì các bên khác trong khu vực khó có thể sánh ngang với sức mạnh của hải cảnh Trung Quốc. Đây chính là cách mà Bắc Kinh thực hiện chiến lược vùng xám và gia tăng sự kiểm soát trên Biển Đông. Dựa trên ngưỡng cảnh trên, Mỹ có thể sử dụng tàu tuần duyên, vốn cũng có nhiệm vụ chấp pháp, như một biện pháp để đối phó với hải cảnh Trung Quốc. Khi trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên, ông Derek Grothman, một chuyên gia phân tích quốc phòng thuộc tổ chức AAND, Mỹ, cho rằng việc sử dụng USCG trong kế hoạch tích hợp 3.1 nhằm tận dụng các nền tảng linh hoạt và ít có tính chất vũ trang để đối phó với lực lượng hải cảnh và dân quân biển mà Trung Quốc đang triển khai ở các vùng biển tranh chấp trong khu vực. Ông Carl Schuster, một chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và lịch sử, cựu giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm Tình báo hỗn hợp, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ và hiện đang giảng dạy tại Đại học Harvard-Thái Bình Dương, chia sẻ quan điểm rằng USCG là lực lượng phù hợp để đối phó với các thách thức về môi trường và thực thi pháp luật trong lĩnh vực hàng hải, bao gồm ngăn chặn hành vi bắt nạt ngư dân, xử lý vi phạm môi trường và phòng chống buôn lậu. Những hành vi này không dẫn đến xung đột trực tiếp nhưng có tiềm ẩn nguy cơ gây phá hoại và có thể dẫn đến xung đột trong tương lai. Căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông, điều này không chỉ ảnh hưởng đến các quốc gia trong khu vực mà còn đặt ra nhiều thách thức cho Hoa Kỳ. Trung Quốc đang thể hiện hành vi bành trướng, khiến cho các quốc gia láng giềng lo ngại và buộc Mỹ phải xác định lại chiến lược đối phó của mình để bảo vệ lợi ích cũng như ổn định trong khu vực. Đối mặt với tình hình hiện tại, Mỹ cần tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, làm việc chặt chẽ với các đối tác như Việt Nam, Philippines và Nhật Bản sẽ giúp tạo ra một phản ứng đa phương đối với Trung Quốc, đồng thời bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực. Việc tăng cường các liên minh và hợp tác quốc tế đã làm tăng khả năng ảnh hưởng của Mỹ, góp phần kiềm chế hành vi của Trung Quốc. Mỹ cũng cần tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Điều này không chỉ là một biểu hiện rõ ràng của cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải, mà còn là một cách để ngăn chặn các hành vi gây rối từ Trung Quốc. Mặc dù việc này có thể dẫn đến những thách thức và căng thẳng tăng lên, nhưng không có nhiều lựa chọn khác đối với Mỹ nếu Trung Quốc tiếp tục hành động một cách hung hăng. Việc liên kết các đồng minh như EU có thể giúp Mỹ tạo ra một áp lực đa phương lên Trung Quốc. Khi càng có nhiều quốc gia quốc tế tham gia vào vấn đề Biển Đông, khả năng để Trung Quốc xem xét lại hành vi của mình càng tăng lên. Sau khi đối thoại với Trung Quốc có thể gây ra những thách thức, nhưng việc giao tiếp một cách rõ ràng và trực tiếp về các quyền và lợi ích của Mỹ là cần thiết. Video hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe để ủng hộ đội ngũ sản xuất nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.